Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Các bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. MU một mình một ngựa chiêu mộ Harry Kane. Ten Hag chốt Van Vede nâng cấp tuyến giữa của MU. Quỷ đỏ chào đón Greenwood được trở lại đội hình. Tạm biệt Scott McTominay. Màn đỏ một mình một ngựa chiêu mộ Harry Kane. Với việc Real Madrid ngưng quá trình đàm phán, MU là đội bóng duy nhất hiện tại vẫn đang liên hệ chuyển nhượng tiền đạo Harry Kane của Tottenham. Theo The Athletic, Real Madrid đã bỏ công cuộc chiêu mộ việc Harry Kane. Đội bóng thành Madrid không chấp nhận đáp ứng mức lương cực cao mà ngôi sao sinh năm 93 đòi hỏi. Họ cũng không muốn chi 115 triệu euro tiền chuyển nhượng. Đội bóng của Tây Ban Nha đang hướng đến mục tiêu mới Lautaro Martinez để thay Karim Benzema. Với việc Real Madrid ngưng quá trình đàm phán, MU là đội duy nhất hiện vẫn đang liên hệ chuyển nhượng tiền đạo Harry Kane của Tottenham. Màn đỏ dự định thúc đẩy quá trình thảo luận với Tottenham trong những ngày tới, nhưng Quỷ đỏ sẽ không vội vàng. Họ sẽ chỉ chiêu mộ cầu thủ 30 tuổi với một mức phí hợp lý. MU cũng không chấp nhận chi 115 triệu euro cho cầu thủ chỉ còn 12 tháng hợp đồng. Họ hiểu rằng Tottenham cũng đang cố gắng gia hạn với Kane và nếu như những cuộc đàm phán đi vào bế tắc, họ mới là đội lo lắng. Lý do là bởi Spurs có thể mất trắng cầu thủ người Anh theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè năm tới. Hiện tại, MU vẫn đang cố gắng giải quyết vấn đề chuyển nhượng quyền sở hữu. Đây là cuộc đua song mã giữa Sheikh Jassim và Jim Ratcliffe. Cho dù ai là người đạt được thỏa thuận với nhà Glazer, Harry Kane vẫn sẽ là ưu tiên để mở ra kỷ nguyên mới tại Old Trafford. Ten Hag chốt Van Vede nâng cấp tuyến giữa của MU. Federico Valverde đã được Manchester United đưa vào tầm ngắm kể từ lâu. Thời Ole Gunnar Solskjaer còn nắm quyền nhưng phải đến gần đây, Quỷ đỏ mới thực sự sốt sắng và quyết tâm cao độ cho mục tiêu đưa về tiền vệ đang thuộc biên chế của Real Madrid về sân Old Trafford. Federico Valverde sinh năm 1998, anh mới 24 tuổi nhưng đã sớm chứng tỏ được tài năng của mình. Được đôn lên đội 1 của Real Madrid vào năm 2017, tiền vệ người Uruguay tiến bộ không ngừng nghỉ theo thời gian. Từ triều đại của Zidane cho đến Carlo Ancelotti hiện tại, Valverde rất đa năng, chơi được nhiều vai trò khác nhau ở hàng tiền vệ, từ dạt sang hai biên cho đến tiến vào trung lộ. Sở hữu thể hình cùng nền tảng thể lực tốt, Valverde như một nguồn động cơ bất tận, anh luôn là một trong những cầu thủ hoạt động cần mẫn và năng nổ nhất phía Los Blancos. Federico tham gia vào rất tích cực mặt trận pressing, góp phần mang tới sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ cho đội nhà. Không chỉ thu hồi bóng tốt cùng với việc hỗ trợ phòng ngự từ xa, Valverde còn mạnh dạn nâng cao tuyến khung thành và ít nhiều gây chú ý ở kỹ năng giữ điểm. Mùa này, Valverde cũng nằm trong nhóm các cầu thủ có thời lượng thi đấu nhiều nhất cho Real Madrid. Tại La Liga, anh ra sân 34 trận, ghi được 7 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo thành bàn. Trong khi đó, ở đấu trường Champions League, cầu thủ này đã chính 11 trận, có 2 pha lập công cùng 3 lần kiến tạo trực tiếp mang đến bàn thắng. Valverde chơi rất bùng nổ từ hồi đầu mùa nhưng đáng tiếc lại sa sút vào giai đoạn then chốt. Đó cũng là lúc Los Blancos đánh mất chính mình ở cả hai mặt trận quan trọng kể trên. Mặc dù vậy, Federico Valverde vẫn rất giàu tiềm năng không chỉ bởi sự trẻ trung mà còn nằm ở năng lực đã được khẳng định trước đó. Chính vì lẽ này mà rất nhiều ông lớn trong đó có Manchester United là đội bóng có quyết liệt nhất, đang mong muốn giành được chữ ký của cầu thủ người Uruguay. Mùa này tuyến giữa của Quỷ đỏ dù khá đông đảo, tuy vậy ngoài Bruno và Casemiro, những gương mặt còn lại chưa mang tới sự an tâm tuyệt đối. Valverde là một mục tiêu lý tưởng để huấn luyện viên Erik ten Hag nâng cấp đội hình. Đặc biệt là ở khu vực giữa sân, với những tố chất của mình, anh có thể sẽ mang tới rất nhiều giải pháp trong cách vận hành lối chơi của chiến lược gia người Hà Lan, nhất là việc đem lại sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. MU chào đón Greenwood được trở lại với đội hình. Cuộc điều tra nội bộ của MU bước đầu xác định huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag và hầu hết các cầu thủ chào đón Mason Greenwood đang quay trở lại đội hình. Theo Goal, ban lãnh đạo của MU sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Greenwood trong vòng 7 ngày tới. Cuộc điều tra nội bộ ban đầu cho thấy tuyển thủ Anh được nhiều thành viên đội 1 chào đón trở lại. Ông Erik ten Hag sẵn sàng giúp cho Greenwood tái hòa nhập đội bóng. Trước đó, huấn luyện viên ten Hag chia sẻ với Time: "Trong quá khứ thì Greenwood cho thấy bản thân là một tiền đạo có khả năng ghi bàn tốt như thế nào, tuy nhiên tôi không có quyền quyết định việc cậu ấy có trở lại khoa MU hay không." Huấn luyện viên ten Hag muốn có sự phục vụ của Greenwood nhưng đang chờ động thái từ lãnh đạo. The Athletic khẳng định, Greenwood nóng lòng muốn câu lạc bộ đưa ra quyết định và chấm dứt câu chuyện kéo dài hơn 18 tuần. The Sun tiết lộ thêm chân sút 21 tuổi được cho là rất vui khi nhiều thành viên trong đội và huấn luyện viên ten Hag mở đường lui cho mình. Dù vậy, theo Telegraph, các cầu thủ đội nữ có thái độ thiếu tích cực hơn, họ phản đối quyết định cho Greenwood trở lại thi đấu. Ngoài ra, chưa rõ phản ứng của các nhà tài trợ và đối tác thương mại. Hồi đầu tháng 2, Greenwood được bãi bỏ nhiều tội hình như hành hung và cưỡng bức với bạn gái cũ là Harriet Robson. Thông tin này thắp lên hy vọng trở lại đội hình của MU của chân sút sinh năm 2001. Song tình hình đối với Greenwood không tồi kể từ đó.
Ảnh hưởng của vụ việc khiến cho MU chưa dám cho tuyển thủ Anh thi đấu quay trở lại. Đội bóng thành Manchester sợ tiếng xấu của Greenwood có thể tác động đến hình ảnh của câu lạc bộ, làm mất lòng các nhà tài trợ. Do vậy, đội chủ sân Old Trafford đình chỉ Greenwood thi đấu suốt thời gian qua. Daily Mail cho hay nhà vô địch League Cup có thể kế hoạch để Greenwood ra đi dưới dạng cho mượn một mùa. Đây được coi là động thái tốt nhất ở thời điểm này. Italia, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ là các bến đỗ tiềm năng. Tạm biệt Scott McTominay. Mùa giải tới có khả năng người hâm mộ Man United không còn được chứng kiến Scott McTominay trong màu áo của đội bóng. Scott McTominay là một phần không thể thiếu trong đội hình của MU kể từ khi có màn ra mắt ở mùa 2016-2017. Trước đó, McTominay gia nhập đội trẻ từ năm 5 tuổi. McTominay cùng với Marcus Rashford được cho là những thành công lớn nhất của lò đào tạo Quỷ Đỏ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, có vẻ như cầu thủ người Scotland khó có thể đã đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp ở MU và đã đến lúc McTominay tìm kiếm những thử thách khác. Truyền thông Anh khẳng định MU sẵn sàng để McTominay ra đi và quyết định này được cho là có lợi cho cả McTominay và đội chủ sân Old Trafford. Theo báo cáo, MU muốn bán đứt McTominay với giá 30 triệu bảng. Nhiều đội bóng bao gồm Newcastle đủ điều kiện tham dự Champions League lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, cũng như Everton, đội suýt phải xuống hạng, đang dành sự quan tâm rất lớn đối với McTominay. Dù vậy, MU quyết không nhượng bộ ở thương vụ này. Theo đó, họ đảm bảo rằng McTominay ra đi nhưng chỉ với những điều kiện hợp lý. Quỷ Đỏ có lý do làm vậy bởi cầu thủ 26 tuổi hoàn toàn có năng lực đá chính tại câu lạc bộ mới. Ngược lại, thực tế anh không còn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của huấn luyện viên Erik ten Hag. Mùa giải trước, McTominay chơi 28 trận tại Premier League, tổng cộng 2.393 phút thi đấu. Mùa này thời gian thi đấu của anh bị cắt giảm đáng kể với chỉ 10 lần góp mặt và 1.151 phút trên sân. MU được cho là đang tìm kiếm một tiền vệ mới. Với Declan Rice hay Mason Mount là hai cái tên được quan tâm. Rice đóng vai trò lùi sâu tương tự như McTominay từng được sử dụng nhiều lần trong quá khứ, đặc biệt là giữa thời Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng ngoài việc cung cấp chất thép với hàng tiền vệ, Rice còn có một đặc điểm quan trọng mà McTominay còn thiếu, đó là khả năng sẵn sàng nhận bóng từ các trung vệ khi MU cố gắng triển khai bóng từ hàng thủ. Việc Erik ten Hag không trọng dụng McTominay dường như là báo hiệu kết thúc chương của tiền vệ này với Man United. Dù vậy, anh vẫn là một tiền vệ có năng lực và có thể phát huy điểm mạnh ở những câu lạc bộ chú trọng nhiều hơn vào những phẩm chất mà McTominay vượt trội, chẳng hạn như thể chất và khả năng kéo bóng lên phía trên. Đối với Man United, đây là thời điểm tốt nhất để McTominay nên ra đi. Trong khi đó thì McTominay muốn ra sân thường xuyên khi mà Euro 2024 đã cận kề. Việc thiếu thời gian thi đấu có thể cản trở McTominay tham gia chiến dịch vòng loại của Scotland. Mặc dù rời MU có thể là bước lùi đối với McTominay, thế nhưng triển vọng gia nhập Newcastle đi kèm với suất dự Champions League rõ ràng là một lựa chọn hợp lý. Màn đỏ đang thay đổi và McTominay thì không còn trong kế hoạch. Ra đi là phương án tốt nhất dành cho cả hai. Bản tin ngày hôm nay của Góc nhìn bóng đá đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.